Xin chào tất cả mọi người. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gần 400 hecta và được xem là một khu đô thị gọi là bậc nhất tại Việt Nam luôn. Và nói đến khu Nam thì ai cũng biết đến là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho anh chị một cái gọi là sản phẩm shop house mặt tiền của Phú Mỹ Hưng đang gọi là chào bán và cho thuê với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, do là gia chủ gọi là đang kẹt tiền cần bán gấp. Thì quý anh chị cùng theo chân Phước Sửu để mình chi tiết về cái sản phẩm này và để biết cái sản phẩm này có giá hợp lý với giá thị trường như thế nào nhé. Rồi, mọi người cùng với Phước Sửu di chuyển đến khu dân cư Mỹ Toàn của Phú Mỹ Hưng nha. Tại khu dân cư Mỹ Toàn Phú Mỹ Hưng này thì mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh quý anh chị ạ. Ở đây thì có những căn shop house với diện tích là 6 x 18.5. Tổng diện tích là 111m2 và nhà ở đây được xây dựng là gồm một trệt, một lửng, hai lầu và áp mái. Tổng diện tích ở đây thì khoảng là 300 đến 350m2 tùy căn. Và hôm nay thì Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị một căn như trong video Phước Sửu đang quay thì mọi người nhìn thấy đấy. Thì ở đây Mỹ Toàn 1 và gồm một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng áp mái ha. Và ở đây thì kinh doanh được rất là nhiều mặt hàng bởi vì nó là nằm trên đại lộ khu phố Mỹ Toàn, Phú Mỹ Hưng. Căn nhà này thì cho thuê với giá là 55 triệu một tháng. Nhà thì chủ nhà sẽ bàn giao nhà trống, nội thất dính tường và có máy lạnh nha quý anh chị. Hướng của căn nhà là hướng Bắc. Thì tại khu phố Mỹ Toàn này thì quý anh chị gọi là của trung tâm của Phú Mỹ Hưng rồi, thì quý anh chị có thể di chuyển về quận 7, di chuyển đi quận 8 hoặc di chuyển về quận 4, quận 2 bằng nhiều ngã đường và dọc theo trục đường Nguyễn Văn Linh. Hiện tại khu phố này thì khá nhiều shop kinh doanh buôn bán, rồi công ty, xí nghiệp và đồng thời ở đây thì có rất là nhiều công ty bất động sản, những tòa nhà văn phòng và những cái văn phòng đại diện, cửa hàng trang trí nội thất. Ở đây khá nhiều mặt hàng được bày bán và khá nhiều cư dân ở đây được sinh sống, nhất là người Hàn Quốc nè, Đài Loan, Singapore, rồi Trung Quốc. Ở đây thì kinh doanh rất là nhiều mặt hàng và được nhiều khách hàng mua bán lựa chọn khá sum tụ ha. Tại khu dân cư phố Mỹ Toàn này, quý anh chị thuê ở đây thì quý anh chị có thể là thuê dài hạn, chủ nhà có thể là ký hợp đồng dài hạn cho quý anh chị và quý anh chị có thể kinh doanh nhiều mặt hàng. Và từ khu phố Mỹ Toàn này, quý anh chị có thể đi về quận Nhất tầm khoảng hết 15 phút. Nói về khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư sang trọng. Khi quý anh chị mà thuê ở tại đây thì quý anh chị được bảo vệ 24/7. Ở đội bảo vệ của đặc nhiệm của Phú Mỹ Hưng thì rất là tinh nhuệ, từng là bắt những cái vụ trộm cướp và rất là nổi tiếng tại Phú Mỹ Hưng. Ở đây thì được trồng rất là nhiều cây xanh, không khí trong lành. Quý anh chị và cần thêm thông tin về cái shop house này thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ chi tiết đầy đủ hơn về cái shop house, đồng thời gửi cho quý anh chị thông tin nội thất hoặc là hẹn gặp cho quý anh chị gặp chủ nhà để quý anh chị nắm rõ hơn về tình hình của căn shop này nhé. Rồi, xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.